Hey, xin chào 500 anh em và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube channel. Và các bạn biết không, Galaxy Samsung S10 hay là S10 Plus hay là Galaxy Fold đi nữa thì cũng chưa kịp hạ nhiệt. Thì mới đây hình ảnh render mới nhất của chiếc điện thoại Galaxy Note 10 cũng đã kịp ra mắt. Vậy thì bạn có thắc mắc, tò mò và nóng lòng biết xem là cái diện mạo của Note 10 sẽ như thế nào hay không? Hãy cùng Đăng Anh theo dõi đến cuối video clip này nhé. Này, Bạch Long Mobile giảm giá tưng bừng những sản phẩm smartphone, mua càng nhiều chúng càng lớn, miễn phí 100 suất thay pin iPhone. Cho nên bạn nào quan tâm và đang muốn đổi giá yêu thì đừng quên nhấn vào phần link bên dưới mà tụi mình đã đính kèm trong phần description box nhé. Đây là một động thái khá tốt từ Samsung, bởi vì trong thời gian gần đây thì Samsung đang tập trung rất nhiều cho dòng giá rẻ, cụ thể là dòng M20, 50 và có thể sắp tới sẽ là 90. Và các bạn biết không, với dòng M này Samsung để giống như là dốc toàn tâm toàn lực toàn tâm huyết của mình vào phân khúc thị trường giá rẻ tại Việt Nam cũng như là những nước tại Đông Nam Á. Tuy nhiên thì có vẻ như là họ không hề tập trung quá nhiều vào dòng giá rẻ này mà sao nhãng đi những dòng flagship của mình. Và mới đây thì trang tin là Phone Arena họ đã công bố cái hình ảnh render dựng 3D của chiếc điện thoại Note 10, và có thể là những hình ảnh từ Galaxy Note 10 sau đây có thể là nó sẽ không giống và chính xác 100%, nhưng mà ít nhiều thì nó cũng sẽ cho chúng ta có một cái hình ảnh mường tượng chung nhất về Note 10 của Samsung Galaxy sắp tới. Vậy thì đầu tiên, Note 10 của chúng ta sẽ có thông tin gì đặc biệt? Và mình nghĩ cái đặc biệt đầu tiên và đập vào mắt chúng ta nhiều nhất đó chính là cái cụm camera 4 camera. Và với cái cụm 4 camera này thì nó khá là giống với chiếc điện thoại S10 5G. Và lần lượt những cái thông số của 4 cụm camera này là như sau: 12 megapixel cho cái chế độ chụp thông thường này, 12 megapixel cho chế độ zoom 2x, một cái 16 megapixel cho tele, và một cái cuối cùng là cảm biến 3D độ sâu. Và cuối cùng là chúng ta sẽ có một màn hình nốt ruồi. Rất nhiều bạn fan thì mong muốn là chiếc Note 10 lần này cũng sẽ có một màn hình không viền và không có bất cứ khiếm khuyết nào. Và tuy nhiên hiện tại thì các camera ẩn của Samsung vẫn chưa sẵn sàng để có thể nằm phía dưới màn hình một cách trọn vẹn và hoàn hảo. Cho nên vì thế Samsung đã chọn cái giải pháp là đục một cái lỗ khá là to để chúng ta có thể tận dụng cái không gian đó để làm camera selfie trước luôn. Và chúng ta hay gọi vui đó chính là màn hình Note ruồi, trong khi Samsung thì họ sẽ gọi là Infinity O. Tiếp theo, một thông tin và cũng như là một đặc điểm cũng khá hay mà Note 10 cũng sẽ sở hữu, đó chính là cảm biến vân tay dưới màn hình. Và cái việc mà đặt cảm biến vân tay dưới màn hình này thì sẽ tiện lợi hơn để tránh cái việc mà chúng ta mở khóa bằng vân tay mặt luôn sau có thể chạm vào phần camera sau. Và câu hỏi đặt ra là không biết cái vân tay siêu âm này độ bền nó sẽ như thế nào. Tuy nhiên là theo thử nghiệm trên S10 thì chúng ta có thể thấy là cái vân tay siêu âm này sẽ không thể nào hoạt động được khi mà bị rạn, vỡ hay nứt. Tuy nhiên thì là nó vẫn sẽ hoạt động ok trong trường hợp là bị xước nhẹ, và nếu như mà vân tay của chúng ta có nhúng nước thì vẫn sẽ mở được nhé. Ok, vừa rồi là một vài hình ảnh render cũng như là thông tin về chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 10 sắp tới. Vậy thì bạn có dự đoán gì trong chiếc điện thoại Note 10 này hay không? Đừng quên để lại suy nghĩ của bạn dưới phần comment cho tụi mình cùng biết với đó. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Và đừng quên nhấn like, share cũng như là subscribe cho kênh YouTube channel nữa nha. Bye bye!